Em chào anh ạ. Vâng, em chào em. Xin chào toàn thể bà con của kênh Làm Giàu Cùng Chuyên Gia. Bên cạnh tôi đây là anh Mạnh. Hiện tại thì anh Mạnh đang là chủ sở hữu của một chuỗi trang trại chăn nuôi động vật hoang dã tại tỉnh Đồng Nai. Và hôm nay thì anh Mạnh sẽ chia sẻ cho bà con về cái mô hình chăn nuôi những cái dòng động vật hoang dã này của anh ạ. Vâng. Anh Mạnh có thể giới thiệu cho bà con biết về bản thân anh cũng như là hiện tại thì mình đang chăn nuôi những cái dòng động vật hoang dã gì không ạ? Vâng. Tôi xin chào kênh Làm Giàu Cùng Chuyên Gia, cùng toàn thể bà con trên cả nước. Như bà con đã biết, tôi là Bùi Công Mạnh. Tôi đã là một chủ chuỗi trang trại nuôi con động vật hoang dã rất là nhiều năm nay rồi. Tôi đã nuôi con này là thứ nhất trang trại tôi có gồm có những con dúi Mốc Đại Trung Quốc là một, con dúi Má Đào Thái Lan là hai, con John là ba, con cầy Vòi Mốc là bốn, con cầy Hương là năm. Còn ở trong Sài Gòn đấy thì họ gọi là con trồn, trồn Mốc và con trồn Hương. Đấy thì tôi cũng hôm nay tôi cũng được rất là vui được kênh Làm Giàu Cùng Chuyên Gia ghé thăm trang trại tôi và tham quan quy mô trang trại tôi. Dạ. Anh có thể chia sẻ cho bà con để biết là như chăn nuôi con dúi thì mình cần những cái điều kiện gì ạ? Và cái mẫu chuồng để chăn nuôi con dúi thì nó cần đáp ứng những gì ạ? Vâng. Hôm nay tôi cũng xin chia sẻ với bà con nếu ai có đam mê chăn con dúi nhá, nói riêng thì là tôi cũng khuyên bà con là như này. Trang trại tôi là có hai loại dúi, đó là con dúi Mốc Đại Trung Quốc là một, con dúi Má Đào Thái Lan là hai. Đối với con dúi thì bà con có thể là nói về chuồng trại thì bà con có thể tận dụng cái nhà không sử dụng đến là một, hoặc là cái chuồng heo, hoặc chuồng gà, chuồng lợn, hoặc cái nhà không mình không sử dụng đến thì mình có thể là tận dụng cái nhà đó. Thứ hai nữa là bà con có thể là ra cửa hàng vật liệu địa phương nhà bà con có thể mua cái gạch men, đó là gạch đối với con dúi Mốc Đại Trung Quốc thì bà con mua cái gạch 50-50 thôi. Còn đối với con dúi Má Đào Thái Lan thì tôi khuyên bà con là mua cái gạch 60-60 vì con dúi Má Đào Thái Lan trọng lượng nó to gấp đôi con dúi Mốc Đại Trung Quốc nên là nó dài, nó trường con hơn thì nên bà con phải dùng cái gạch 60-60. Sau đó là bà con mua cái gạch rẻ tiền thôi, ra cửa hàng mua cái gạch bảo là bán cho tôi cái gạch loại, gạch thải, gạch nhìn mấy màu cũng được, nói chung là không quan trọng là cái màu. Về bà con định hình, đặt cái viên gạch định hình lên cho tôi và dùng cái keo con voi giỏ vào cái bốn góc của cái viên gạch đó để định hình nó lên, định hình nó vuông thành chuồng lên rồi thì bà con dùng cho tôi cái gạch cái nọ keo silicone loại A500. Đấy thì bà con có thể là bắn vào bốn góc, xong rồi bà con dùng cái ngón tay mà miết nó lên, chỉ tầm khoảng một tiếng sau là bà con có thể thả được con giống rồi. Dạ. Vậy thì cái giá giống hiện nay mà trang trại mình đang cung cấp ra ngoài thị trường đối với con dúi này thì nó đang dao động trong khoảng bao nhiêu ạ? Vâng. Thưa bà con, nói về cái con giống thì ngoài thị trường nó rất là nhiều loại, nhiều biểu giá. Đối với giá giống thì trang trại tôi chia ra làm 4 biểu giá, 4 lứa tuổi khác nhau. Ví dụ như là con dúi Mốc Đại Trung Quốc thì trang trại tôi cũng chia ra làm 4 lứa tuổi. Thứ nhất là cái loại 3 tháng tuổi và 5 tháng tuổi và cái loại 6, 7, 8 tháng tuổi gọi là hậu bị. Và một loại nữa là loại bố mẹ. Đấy thì trang trại tôi chia ra làm 4 biểu giá đó. Thì đối với con dúi Mốc Đại Trung Quốc thì nó dao động từ 1,5 triệu đến 3 triệu rưỡi một cặp. Là 1,5 triệu là cái loại nhỏ nhất. Và 3 triệu rưỡi là cái loại bố mẹ đã sinh sản qua một lứa rồi. Và còn đối với con dúi Má Đào Thái Lan thì trang trại tôi cũng chia ra làm 4 biểu giá. Đó là cái cũng 3 tháng tuổi, 5 tháng tuổi và hậu bị và bố mẹ. Thì nó cũng dao động từ 4 triệu đến 12 triệu một cặp. Là 4 triệu là cái loại 3 tháng tuổi, là cái loại mốc, loại Má Đào Thái Lan. Dạ. Vâng. Khi mà bà tham quan mô hình của mình thì em thấy là cái về cái phần chuồng của con John và nó và cái con trồn mốc ấy thì nó khá là giống nhau. Thì em có thể chia sẻ cụ thể về cái mẫu chuồng trại này được không ạ? Vâng ạ. Thưa bà con, trang trại tôi thì là tôi cũng nuôi đó là con John và con trồn mốc và con trồn hương. Thì là cái mẫu chuồng đấy như bà con cũng có một số bà con đến thăm trang trại tôi rồi cũng biết cái mẫu chuồng của trang trại tôi rồi,
cũng đôi khi bà con chưa biết thì hôm nay tôi nói sơ qua một tí để cho những người nào chưa đến trực tiếp tham quan trang trại tôi được biết. Thưa bà con, là cái mẫu chuồng thì nó cũng, đây là mẫu chuồng của con Giòn, thì mấy con chồn mốc của tôi ở bên kia thì nó cũng tương đồng như nhau thôi. Thứ nhất là bà con ra cửa hàng vật liệu xây dựng, bà con mua cho tôi cái vuông 4 vuông 5. Cái vuông 4 vuông 5 này, cái sắt mạ mà kẽm này, mà kẽm này. Cái kích cỡ của nó thì là nó là có phên rồi, nó phên là chiều dài là 2 m, chiều rộng là 1 m. Bà con có thể là chia cho tôi làm 3 ô. Vì là cái nuôi cái con Giòn này thì chiếm cái diện tích nó rất là ít. Có thể là 2 m vuông là bà con có thể là nuôi được 3 con rồi. Hoặc là nếu mà mua theo đôi thì cũng có thể, ví dụ địa phương nhà bà con chật, bà con cũng có thể một cái ô này bà con có thể nuôi cho tôi được một đôi rồi, có thể 1-2 mét vuông là nuôi được 3 đôi. Nhưng đối với trang trại tôi thì tôi khuyên bà con là lên làm tỷ lệ là chia làm 3 ô và ghép tỷ lệ là một đực hai cái là đẹp nhất. Đấy, thì tôi nói sơ qua là như này. Cái chiều dài nó là khẩu 2 mét, chiều rộng là 1 mét, bà con chia cho tôi làm 3 ô và bà con hàn cho tôi hai cái nẹp trên, hai cái nẹp dưới là như này. Hai cái nẹp này làm sao mà để cho nó vừa viên gạch men, vừa cái viên gạch men này, thì là để lúc tác dụng nó là như này, thì bà con có thể là rốt con đực ở giữa, con hai con cái hai bên, con chồn mốc cũng thế, con Giòn cũng thế, thì là bà con có thể rốt con đực ở giữa hai con cái hai bên. Khi nào mà con cái với con nó đòi phối giống thì bà con không phải bắt con giống đi, bắt con giống lại nó rất là hại con giống. Đấy, bà con chỉ cần rút cái viên gạch này ra. Vâng, rút cái viên gạch này ra là con đực với con cái nó sang nhau. Thì bà con lên cho con hai con nó ở chung với nhau 10 đến 15 ngày hoặc là 20 ngày gì đấy cho nó chắc cú. Đấy, để cho nó phối giống. Dạ. Về cái hiệu quả kinh tế mà con Giòn này nó mang lại thì như thế nào ạ? Thưa bà con, nói về hiệu quả kinh tế của con Giòn này thì là nó khá là cao so với những con động vật nuôi thông thường. Ví dụ như bà con đang nuôi là con trâu, con bò hoặc con gà và con lợn thì tôi dám khẳng định là cái hiệu quả kinh tế nó cao gấp mấy lần. Vì thứ nhất là cái con Giòn này là cái nó có mấy cái ưu điểm, là thứ nhất là nói về nguồn thức ăn của nó rất là rẻ. Thứ hai nữa là cái chế độ sinh sản của nó đẻ rất là sai. Nói về hiệu quả kinh tế của con Giòn này thì là nó rất là cao. Ví dụ như giá bao tiêu thương phẩm của trang trại tôi ấy, từ tháng 9 đổ về trước thì tôi đang bao tiêu là từ 1,4 đến 1,6 triệu trên 1 kg. Còn từ tháng 9 đổ về đây thì trang trại tôi là vì cái giá cả thị trường nó lên mà cao lên thì bây giờ trang trại tôi là đang bao tiêu cho bà con là 1,7 triệu đến 1,8 triệu trên 1 kg. Nếu bà con nào mà đến bắt con giống của trang trại tôi là tôi sẽ có hợp đồng bao tiêu cho bà con. Vậy thì cái giá con giống hiện tại nó đang như thế nào ạ? Thưa bà con, nếu mà nói về giá con Giòn, giá giống con Giòn thì trang trại tôi cũng chia ra làm 4 biểu giá, loại 3 tháng, 5 tháng và cái loại 7-8 tháng gọi hậu bị và loại bố mẹ. Thì trang trại tôi cũng bán theo lứa tuổi và nó cũng dao động từ 8 triệu đến 22 triệu một đôi, gọi một cặp. Là 22 triệu là nó dòng bố mẹ là có bảo hành về sinh sản đó. Vậy thì bản thân trang trại anh thì đang chăn nuôi rất là nhiều dòng động vật hoang dã. Thế như con chồn ấy thì cái hiệu quả kinh tế nó mang lại thì so với lại mặt bằng chung thì nó như thế nào? Vâng, thưa bà con, vừa xong tôi nói là cái mẫu chuồng con chồn với con Giòn nó giống nhau. Còn nói về hiệu quả kinh tế thì tôi cũng thú thực với bà con là con chồn nó sẽ cao hơn con Giòn một chút. Vì là cái giá trị thương phẩm của con chồn nó cao hơn con Giòn. Vì là cái giá trị thương phẩm bây giờ là tôi đang bao tiêu cho bà con là 1,9 đến 2 triệu đồng trên 1 kg. Là bà con là có sản phẩm là tôi đến tận nhà bà con tôi thu mua đấy. Vậy thì cái giá giống của con chồn hiện nay nó đang như thế nào ạ? Thưa bà con, thì cái giá giống thì tôi nó trang trại tôi cũng tương đồng như con rúi hoặc là con Giòn, là tôi cũng chia ra theo lứa tuổi. Và bán theo lứa tuổi thì nó dao động cái loại từ loại 3 tháng là 15 triệu một đôi, còn cái loại bố mẹ là 35 triệu một đôi. Đấy, thì nó dao động từ 15 đến 30 triệu. Đến 35 triệu. Vâng, đến 35 triệu một đôi ạ. Vậy thì nếu khi mà bà con muốn chăn nuôi những cái dòng động vật hoang dã này thì anh có lời khuyên nào cho bà con không ạ? Thưa bà con,
Nếu ai có sự đam mê chăn nuôi con này thì tôi cũng khuyên bà con là vì là bây giờ trên mạng xã hội nó rất là nhiều, thì bà con tôi cũng có khuyên bà con là như này, lên lựa chọn những trang trại nào đủ to, đủ lớn, đủ tin cậy, và bà con trực tiếp đến trang trại đó để tham quan, học hỏi xem là cái trang trại nào mình đủ tin cậy thì lúc đó mình mới đầu tư vào. Như anh Mạnh vừa chia sẻ về cái hiệu quả kinh tế cũng như giá con giống của trang trại anh năm 2023, nếu như bà con nào đang có ý định là bắt tay vào chăn nuôi những cái dòng động vật hoang dã này thì có thể liên hệ trực tiếp cho anh Mạnh theo số điện thoại được hiển thị trên góc màn hình, hoặc là đến trực tiếp trang trại anh có địa chỉ tại Trảng Bom, Đồng Nai để được anh trực tiếp tư vấn hướng dẫn kỹ thuật ạ.